đó chính là cây quyền quất quý của anh chị. Thì cây này là cho trái liên tục quanh năm luôn. Cái quả này là nó còn nhỏ của anh chị ha, thì nó màu xanh, khi nó chuyển sang màu màu tím là nó sẽ chín. Quả nó rất là to, quả nó bằng cái ngón tay cái em luôn anh chị. Cực kỳ ngọt luôn anh chị, không hề chua luôn. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị về cái cách trồng cây quyền quất xứ quý. Thì mình lựa cái chậu nó phù hợp với kích cỡ của cây, phân bón hữu cơ. Đây nó bao gồm là thành phần là cho chấu sơ dừa với là phân bò. Sau đó mình sẽ xé cái bầu ra, bỏ đất xung quanh. Không nên nén cây quá chặt, tưới tiêu cho cây quyền quất đủ cái độ ẩm. Thường xuyên nhớ là cắt tỉa và bỏ những cái lá già đi, cũng như là những cái cành cây nào nó khô thì quý anh chị có thể cắt. Cây này rất là chịu nắng, quý anh chị mình cũng nên trồng nó ngoài nắng. Đó, đây là một cây quyền quất đã trồng vô chỗ hoàn chỉnh quý anh chị ạ. Nhà vườn Khánh Võ thì cung cấp số lượng quyền quất rất là lớn, có đa dạng về kích cỡ luôn, có gia hàng tặng nơi trên toàn quốc. Thì quý anh chị mình có muốn đặt hàng thì liên hệ ngay cho nhà vườn Khánh Võ qua số điện thoại hotline, hoặc là quý khách hàng có thể ghé ở tại vườn số 15 Sông Hành, phường Tân Hưng Thụ, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mình xem cây và mua hàng trực tiếp.